Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cách làm thạch hai màu nhé. Đây là sản phẩm thạch của mình sau khi đã làm xong. Mời các bạn hãy theo dõi video của mình. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là đây là hai gói bột rau câu đấy. Bột rau câu mình cho hai loại, tức là mình cho làm hai màu như vậy mà mình cho hai loại. Đây gói bột rau câu con cá dẻo đấy ạ. Đấy, mình làm ít do vậy mà mỗi một bát mình chỉ cho một thìa thôi các bạn nhé. Và đây là một chút nước cốt dừa để mình làm màu trắng và sữa tươi. Có đường hoặc không đường là tùy các bạn. Và đây là bột trà xanh của mình để tạo màu. Ở đây là một chút đường. Còn nếu có thể các bạn dùng trà thái cũng được nhé. Để có màu xanh. Bây giờ trước hết mình cho đường vào hai bát bột thạch rau câu nhé. Mục đích mình để hai bát này là để hai bát tạo hai màu đấy các bạn ạ. Các bạn có thể tạo màu thêm thì các bạn lại cho thêm một bát nữa. Đấy, và mình trộn đều lên. Đây là một cái cốc để mình dùng để mình pha bột trà đấy. Cái bột trà này thì màu nó không được như là cái trà thái các bạn ạ. Cái bột trà matcha này nó không được xanh. Đấy thì các bạn dùng nước nóng các bạn pha nhé. Mục đích của mình pha bột trà này là chủ yếu là lấy màu thôi các bạn ạ. Còn các bạn có thể xay lá dứa ra các bạn làm màu cũng được. Hoặc trà xanh của Thái thì là nó xanh hơn. Nên là mình pha vào cái bột trà này cái màu trà, cái màu nước nó không được đẹp lắm. Nhưng mà đây là mình nói là mình tạo màu cho các bạn biết thôi. Đấy các bạn pha thì các bạn cứ ngâm ở đây khoảng 2-3 phút để cho nó bột trà nó lở ra. Xong đó mình đi lọc lấy nước thôi. Còn có cái cặn bã ở dưới các bạn bỏ đi. Đấy các bạn lọc này ở dưới nó sẽ có bã. Đấy các bạn bỏ đi nhá. Các bạn có thể để cho nó nắng xuống rồi đó các bạn lọc thêm một lần nữa nhá. Đấy xong đấy rồi. Thì bây giờ các bạn đi, bây giờ bột rau câu mình đã pha sẵn rồi đây. Thì bây giờ các bạn đi nấu nhá. Đấy, mình đổ nước vào bột rau câu. Các bạn nên đổ nước vào với bột rau câu, bột rau câu trộn đường vào nước trước. Sau đó mình quấy tan lên. Các bạn quấy tan lên. Sau đó các bạn mang đi nấu thì nó không bị vón hòn nhá các bạn nhá. Đấy các bạn mang đi nấu, nấu đến khi mà nó sôi. Sôi thì các bạn cho nước cốt dừa và các bạn đun này. Đây là mình tiện có nước cốt dừa thì mình cho nước cốt dừa. Còn không thì các bạn có thể mua cùi dừa về các bạn xay lên. Sau đó các bạn lọc lấy nước cốt thì nó cũng là cốt dừa thôi. Do vậy mà các bạn mình cho lên này. Đấy sau khi đến lúc nó sôi rồi thì các bạn cho sữa tươi vào nhé. Cho sữa tươi này vào mục đích là để cho thơm. Bởi vì vừa xong cái thạch mình trộn đường rồi. Thì các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho sữa đặc có đường. Hoặc các bạn cho thêm một chút đường nữa. Còn nếu các bạn không thích ăn ngọt thì các bạn cho sữa đặc, sữa tươi không đường cũng được nhé. Đấy là tùy các bạn. Các bạn nên nhớ rằng là khi mình đun cái rau câu đấy sôi thì nước cốt dừa là mình cũng pha sẵn rồi. Các bạn chỉ cần nó lăn tăn thôi là được. Vì cái sữa tươi mà nó ở nhiệt độ cao quá đấy cũng không tốt. Đấy thì các bạn sau khi đã nấu xong rồi thì các bạn cho vào trong khay mà để dưới một cái chậu nước mát như này thì nó rất là nhanh đông. Đấy thì các bạn đổ lên một lượt rồi. Thì bây giờ còn cái này thì các bạn bảo quản bằng cách là các bạn cho vào một cái tô, một cái bát nhỏ. Sau đó các bạn đặt vào một bát nước nóng. Thì là để đảm bảo cho cái bột này nó luôn luôn ở nhiệt độ ấm để nó không đông được các bạn ạ. Vì cái này nó mà nguội là nó sẽ đông vì nó có bột rau câu mà. Đấy. Đến tiếp theo là mình lại đi nấu bột trà đúng không ạ? Nấu vào cái màu xanh của trà đấy. Thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn cũng cho nước vào, các bạn đổ bột vào. Các bạn quấy lên. Sau đó các bạn mang đi nấu.
Sau khi cái này nó đã sôi rồi, các bạn rút kinh nghiệm nhé. Bởi vì nấu cái này cho ít hơn, bởi vì nó có nước trà. Đấy, để các bạn đổ cái nước trà vào. Cái nước trà này của mình nó không, màu nó không được đẹp lắm. Nhưng đây là mình hướng dẫn cách làm và các tạo màu của các bạn thì tùy ý thích nhé. Các bạn có thể tạo màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu gì mà các bạn thích thì các bạn cho cái màu đấy vào là ok thôi. Đấy, sau khi mình đã đun xong sôi rồi như này thì có cái bọt này thì các bạn dùng mua các bạn vớt đi nhá. Đấy, các bạn vớt vào rất là dễ thôi. Đấy, các bạn vớt đi. Thì sau khi mà các bạn đã nấu cái nước trà này xong rồi thì các bạn quay lại xem là cái khay của mình làm nó đã đông cái mặt trên chưa. Đấy, mình kiểm tra nó đã đông rồi này. Đấy, các bạn dùng tay nó hơi mềm mềm như là được nhá, tay không hề bị dính. Đấy, bây giờ các bạn lại lấy muôi các bạn múc từ từ một lớp mỏng lên trên cái lớp trắng đó. Đấy, sau khi mình đã để cái lớp này cho nó đông lên thì các bạn lại cho tiếp một lớp cùi dừa trắng lên nhé. Cái lớp mà trắng trắng mình vừa làm, mình vừa bảo quản đấy. Đấy, các bạn dội lên như này. Các bạn nên nhớ rằng là nên lấy muôi múc từ từ nhé. Đấy, các bạn đổ một lớp đấy rồi các bạn lại để cho đông lên, đông cái mặt trên đó, là các bạn lại đổ thêm một lớp. Đấy, lại đông rồi đấy các bạn ạ. Sau đó các bạn lại dùng nốt cái nước trà vừa xong đấy, các bạn lại cho vào. Đấy, nếu các bạn làm nhiều màu các bạn cứ cho lần lượt các màu như vậy thôi, hoặc các bạn có thể làm nhiều lớp. Đấy, thế là mình làm được hai màu nhưng mà bốn lớp đúng không ạ? Đấy. Các bạn để cho nguội, sau đó các bạn để vào tủ lạnh nhé. Thì để khi nguội để lạnh chỉ khoảng nửa giờ thôi là ok. Đấy, sau khi mình đã để tủ lạnh xong rồi đây các bạn này, vì nó nguội rồi rất là nhanh đông luôn, để nó cứng cái thạch lại. Đấy, các bạn bổ ra đỏ, mình lấy ra cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể cho vào khay và các bạn có thể cho vào cái cốc thì nó là hình tròn rất là đẹp. Đấy, thạch của mình đã thành mấy màu đấy các bạn nhỉ, hai màu nhưng mà thành bốn lớp đúng không ạ? Đấy, mình cắt ra thưởng thức thôi các bạn ơi. Các bạn nhìn của mình này, rất ngon và dẻo. Đấy, cái màu trà xanh của mình nó không được, nó không được được xanh, nhưng mà đấy là mình nói với các bạn là để cách làm thạch nhiều màu là như vậy. Thì các bạn dùng lá dứa nó rất là xanh đấy, lá dứa và cái trà thái ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất đẹp đúng không ạ? Thế thì các bạn muốn tạo nhiều màu, các bạn cũng làm tương tự như vậy thôi, thì nó sẽ ra nhiều màu. Sản phẩm thạch nhiều lớp của mình đến đây đã xong rồi. Các bạn cùng cắt ra và thưởng thức thôi. Các bạn ăn cái thạch này thì các bạn có thể lẫn với một chút xíu nước cốt dừa, hoặc các bạn cho vào trong các loại chè, rất là tuyệt vời đấy các bạn ơi. Đấy, mình cho vào cốc như này, mà các bạn pha một chút chè sen hoặc trà đỗ xanh hoặc trà đỗ đen đều ok hết, với cả kết hợp với một chút trân châu nữa thì rất là ngon. Hoặc các bạn có thể làm như này, các bạn cho vào trà sữa rất là tuyệt vời. Đấy, sản phẩm của mình đến đây đã xong, mời các bạn cùng thưởng thức. Nếu các bạn theo dõi video của mình mà thích thì nhớ like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé, để được theo dõi những video gần nhất của mình. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.